Bản tin tối ngày 14 tháng 6. Kính chào quý vị, Phan rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin tối nay, ngày 14 tháng 6. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 60 và 61. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm 14 ngày, 3 trên 5 bệnh viện bị phong tỏa toàn bộ. Ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên ở thành phố Vinh liên quan tới ca F0 Hà Tĩnh. Tiền Giang giãn cách xã hội 2 địa phương theo chỉ thị 16. Hà Nội chính thức dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện ca Tân Triều. Trung Quốc ngừng nhập khẩu hàng đông lạnh của 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tin thế giới, Nam Phi vứt bỏ 2 triệu liều vaccine COVID-19 nhiễm bẩn. Thổ Nhĩ Kỳ đạp xe gây quỹ hỗ trợ con em của các nhân viên y tế tử vong. Tổng thư ký NATO kêu gọi mạnh tay với Trung Quốc. Anh, Úc sẽ tập trận chung ngang qua Biển Đông nắn gần Trung Quốc. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, Bộ Y tế trưa nay ngày 14 tháng 6 đã ghi nhận 100 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, từ bệnh nhân số 10631 đến bệnh nhân số 10730, gồm có Bắc Giang 69 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 26 ca, Hà Nội 4 ca, Hà Tĩnh 1 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng đợt dịch mới này từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay lên tới 7.524 ca được ghi nhận ở 40 tỉnh thành. Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 60 và 61. Bộ Y tế chiều ngày 14 tháng 6 công bố thêm 2 ca COVID-19 tử vong thứ 60 và 61 do có bệnh lý nền nặng. Ca tử vong thứ 60 là bệnh nhân 8512, là nữ, 87 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh. Bà có tiền sử tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim, Parkinson. Ngày 4 tháng 6, bà xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán, tử vong ngày 13 tháng 6. Chẩn đoán tử vong là viêm phổi tiến triển do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson. Và ca tử vong thứ 61 là bệnh nhân 4731, là nữ, 60 tuổi, địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân được chẩn đoán là u lympho tái phát vào tháng 4, điều trị hóa trị liệu tại khoa nội 7 tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Bệnh nhân tử vong ngày 13 tháng 6 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân u lympho non-Hodgkin. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm 14 ngày, 3 trên 5 bệnh viện bị phong tỏa toàn bộ. Giới chức Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay ngày 14 tháng 6 ra quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn địa bàn thành phố theo chỉ thị 15 thêm 14 ngày cho đến 0 giờ ngày 30 tháng 6. Riêng với quận Gò Vấp và phường Thạch Lộc, quận 12, giảm cấp áp dụng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15. Tùy tình hình dịch bệnh mà có thể áp dụng chỉ thị 16 hoặc chỉ thị 19 ở một số nơi. Theo Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện của hàng loạt chuỗi lây nhiễm cho thấy dịch có thể xâm nhập thành phố từ đầu tháng 5 và đã trải qua 4 cho đến 5 chu kỳ lây nhiễm. Tính đến sáng ngày 14 tháng 6, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 bệnh viện bị phong tỏa do có nhân viên mắc COVID-19. Trong đó, 3 bệnh viện phải phong tỏa toàn bộ gồm có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 53 ca, Bệnh viện Quận Tân Phú 6 ca và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn 1 ca. Ngoài ra, 2 bệnh viện khác có nhân viên mắc COVID-19 nhưng vẫn duy trì hoạt động gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 ca, Bệnh viện Nhi Đồng 1 1 ca. Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa 335 điểm ở các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 6 cụm dịch mới chưa rõ nguồn lây, gồm có Y Home 3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, xưởng cơ khí và 2 chuỗi khu dân cư ở Hóc Môn, thành phố Thủ Đức. Theo Giám đốc Sở Y tế sáng nay cho biết, đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là virus gây bệnh thuộc chủng Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc, đặc biệt là các tòa nhà văn phòng. Hiện thành phố đã ghi nhận các bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, bệnh nhân là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng. Từ ngày 18 tháng 5 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là 821 ca COVID-19 trong cộng đồng, trải khắp 22 quận, huyện, thành phố. Ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên ở thành phố Vinh liên quan tới ca F0 Hà Tĩnh.
Sáng ngày 11 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngành y tế của tỉnh này đang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người dân phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh khi phát hiện ca dương tính với virus Vũ Hán ở địa bàn này. Theo đó, ca dương tính là nữ 22 tuổi, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm nghề uốn tóc, hiện đang tạm trú tại khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Người này từng tiếp xúc với bệnh nhân là F0, là bệnh nhân ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân sau đó được chuyển từ trạm y tế phường về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị. Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo chỉ thị 16 một phần, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Khu vực phong tỏa cách ly xã hội là tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kinh Bắc, từ cầu Kinh Bắc đến ngã ba Quán Bầu, đường Hà Huy Tập, từ ngã ba Quán Bầu, đường Mai Hắc Đế, giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo chỉ thị 15. Tiền Giang giãn cách xã hội hai địa phương theo chỉ thị 16. Giới chức tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định giãn cách xã hội thị xã Cai Lệnh và huyện Cái Bè theo chỉ thị 16 từ ngày 14 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định trên được chính quyền tỉnh này đưa ra sau 3 ngày toàn tỉnh đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Với huyện Cai Lậy giáp thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè chưa ghi nhận ca dương tính, nhưng hai xã Long Trung và Phú An phải thực hiện theo chỉ thị 15 vì liên quan tới ca F1. Đến nay, Tiền Giang đã ghi nhận 575 ca F1 và hơn 3.500 trường hợp F2 liên quan đến 27 ca bệnh. Hà Nội thêm ca nhiễm virus Vũ Hán liên quan đến cụm dịch Đông Anh. Sáng nay ngày 14 tháng 6, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới. Trong đó có 2 ca là F1 của các bệnh nhân tại chợ cửa hàng mới, huyện Đông Anh. 2 trường hợp F1 này là 2 mẹ con. Theo đó, cả 2 mẹ con này đều được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 6 và được công bố mã bệnh vào trưa nay ngày 14 tháng 6. Hiện cục dịch tại chợ cửa hàng mới, huyện Đông Anh đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính từ ngày 7 tháng 6 đến nay. Hà Nội chính thức dỡ phong tỏa Bệnh viện Ca Tân Triều. Trưa nay ngày 14 tháng 6, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều Hà Nội chính thức gỡ lệnh phong tỏa và được hoạt động khám bệnh trở lại sau 37 ngày cách ly y tế, phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện này đã giải phóng hoàn toàn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra khỏi các tòa nhà khám chữa bệnh của bệnh viện. Trước khi bệnh viện này hoạt động trở lại vào ngày 16 tháng 6, toàn bộ các khoa phòng sẽ được vệ sinh thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn dịch tễ. Trước đó, cơ sở 1 của Bệnh viện Ca tại Phan Chu Trinh và cơ sở 2 tại Tam Hiệp đã đảm bảo được các yêu cầu về phòng chống dịch nên đã được dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 24 tháng 5. Miền Bắc nắng nóng trở lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày mai ngày 15 tháng 6, miền Bắc nắng nóng trở lại, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên tới 39 độ C. Miền Bắc hôm nay còn dư âm của đợt mưa do bão Koguma, nhiệt độ tăng nhưng chưa đến mức nắng nóng. Hà Nội được dự báo cao nhất là 33 độ, ban đêm mát mẻ 26 độ C. Miền Trung từ ngày mai nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Dự báo, đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung có thể kéo dài đến hết tháng 6. Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục mưa rào và dông về chiều tối. Ngày nắng ráo, cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 30 đến 33 độ, Nam Bộ từ 33 đến 35 độ C. Trung Quốc ngừng nhập khẩu hàng đông lạnh của 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp quản lý cảng Trạm Giang Trung Quốc sẽ ngừng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh của 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo đó, 11 quốc gia gồm có Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Mông Cổ. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp giữa doanh nghiệp với đại diện một số hiệp hội và khoảng 30 công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu logistics tại cảng Trạm Giang hồi đầu tháng 6. Trước đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Việt Nam đã nhận được thông tin qua website của tờ báo Undercurrent News. Chuyển sang phần tin thế giới. Nam Phi vứt bỏ 2 triệu liều vaccine COVID-19 nhiễm bẩn. Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Nam Phi ngày 13 tháng 6 tuyên bố vứt bỏ 2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson sau sự cố nhiễm bẩn tại một nhà máy ở Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi FDA Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6 thông báo với Johnson & Johnson rằng hàng triệu liều vaccine được sản xuất tại cơ sở Emergence BioSolutions của tập đoàn này ở thành phố Baltimore không thể sử dụng được. Sau khi xem xét quyết định của FDA, quyền Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết những liều vaccine này chưa và sẽ không được sử dụng để tiêm chủng cho người Nam Phi. Tính đến ngày 13 tháng 6, Nam Phi, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở châu Phi, đã ghi nhận khoảng 1,7 triệu ca mắc và trên 57.000 ca tử vong. Nam Phi cũng là một trong những quốc gia đang vận động từ bỏ bằng sáng chế đối với vaccine COVID-19
để cho phép tất cả các quốc gia có thể sản xuất các phiên bản chung với chi phí thấp. Thổ Nhĩ Kỳ đạp xe gây quỹ hỗ trợ con em của các nhân viên y tế đã tử vong trong đại dịch. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13 tháng 6 đã tổ chức sự kiện đạp xe gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của các nhân viên y tế đã tử vong trong đại dịch COVID-19. Cuộc đua xe đạp đường dài diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của 1.000 người đến từ 15 nước. Sự kiện này do Tuxel, công ty cung cấp công nghệ và viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Tại sự kiện, Tuxel chi tiền mua lại các sản phẩm rác thải điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các phụ kiện của những người tham gia đua xe đạp và khán giả để họ có thể sử dụng khoản tiền đó quyên góp cho quỹ học bổng dành cho trẻ em là con của các nhân viên y tế tử vong vì đại dịch. Tổng thư ký NATO kêu gọi mạnh tay với Trung Quốc. Tổng thư ký của Liên minh Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Stoltenberg, phát biểu ngày 13 tháng 6 trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, rằng các nước trong khối cần xây dựng một chính sách chung mạnh mẽ hơn đối với một Trung Quốc đang ngày càng lấn át. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBC của Canada, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, lực lượng hải quân lớn nhất và đang đầu tư ồ ạt vào các trang thiết bị quân sự mới. Ông Stoltenberg nhận định điều này ảnh hưởng đến an ninh của chúng ta. Người đứng đầu NATO viện dẫn đến các hành vi đàn áp dân chủ ở Hồng Kông, nhóm người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, cũng như việc Bắc Kinh sử dụng công nghệ hiện đại để giám sát người dân của mình và khẳng định Trung Quốc không chia sẻ các giá trị của chúng ta. Từ đó, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh khối này cần củng cố chính sách để đối phó Trung Quốc. Phát biểu của ông được đưa ra khi hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc ở Anh. Các thành viên tham dự hội nghị đã có lập trường tập thể mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc, với việc kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và cho phép tự do hàng hải ở Biển Đông. Tuy nhiên, vẫn tồn tại bất đồng về mức độ mạnh tay với Trung Quốc. 29 quốc gia thành viên sẽ nhóm họp tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14 tháng 6. Mỹ-Anh ký kết hiến chương Đại Tây Dương mới đặt trọng tâm vào Trung Quốc. Mới đây, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh, Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã ký hiến chương Đại Tây Dương mới, tập trung vào chính quyền Trung Quốc. Hiến chương Đại Tây Dương được Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill ký năm 1941 với cam kết hợp tác vì hòa bình và dân chủ, khi Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa của Hitler đang xâm lược châu Âu. Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo nêu rõ, chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác chia sẻ các giá trị dân chủ của chúng tôi và chống lại nỗ lực của những người tìm cách phá hoại các liên minh và thể chế của chúng tôi. Giống như trường hợp của tuyên bố năm 1941, Hiến chương Đại Tây Dương mới này vạch rõ 8 lĩnh vực hợp tác chính gồm có việc bảo vệ các nguyên tắc giá trị dân chủ và xã hội cởi mở, cũng như nhân quyền, tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp biển, cũng như cam kết mở cửa và công bằng thương mại giữa các quốc gia, kiểm soát môi trường và y tế. Tài liệu không nêu đích danh chính quyền Trung Quốc, nhưng rõ ràng là các cam kết trong hiến chương đã nêu rõ hai nước có ý định đối mặt với mối đe dọa của Bắc Kinh cùng nhau như thế nào. Anh-Úc sẽ tập trận quân sự chung ngang qua Biển Đông, nắn gân Trung Quốc. Theo truyền thông Úc, các tàu chiến nước này sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung với Hải quân Anh ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm phô trương lực lượng với Trung Quốc. Theo đó, hai tàu khu trục nhỏ của Hải quân Hoàng gia Úc sẽ tham gia nhóm chiến hạm của Anh, bao gồm cả tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth trong cuộc tập trận ngang qua Biển Đông trong vòng vài tuần tới. Chỉ huy hạm đội Hải quân của Úc ngày 13 tháng 6 cũng đã xác nhận hai tàu khu trục HMAS Ballarat và HMAS Parramatta sẽ tiến hành các hoạt động tương tác quan trọng giữa lực lượng Hải quân với quốc gia đối tác trong khu vực. Mới đây, Thủ tướng Úc ông Scott Morrison đã thảo luận về hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson trong một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh. Ông Morrison cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh đã thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn chống lại những gì Úc cho là mối đe dọa thương mại từ phía Trung Quốc. Mỹ theo dõi sát tin rò rỉ ở nhà máy hạt nhân của Trung Quốc. Theo CNN, chính phủ Mỹ trong tuần qua đã đánh giá một báo cáo về sự cố rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Quảng Đông, Trung Quốc, sau khi một công ty Pháp sở hữu và giúp vận hành nhà máy đưa ra cảnh báo về một mối đe dọa rò rỉ phóng xạ sắp xảy ra. Bức thư do công ty Framatome gửi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cáo buộc rằng cơ quan quản lý an toàn Trung Quốc đang nâng giới hạn về lượng khí có thể xả ra bên ngoài với mức chấp nhận được để tránh phải đóng cửa nhà máy này.
Sau cảnh báo, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc họp vào tuần trước để theo dõi và báo cáo về tình hình. Chính quyền Tổng thống Biden đã thảo luận về tình hình với chính phủ Pháp và các chuyên gia tại Bộ Năng lượng Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ cũng đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc, mặc dù mức độ của cuộc tiếp xúc đó là chưa rõ ràng. Chính phủ Mỹ từ chối giải thích về đánh giá này, nhưng các quan chức tại Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định rằng nếu có bất kỳ rủi ro nào đối với người dân Trung Quốc, Mỹ sẽ phải công bố điều này theo các hiệp ước hiện hành liên quan đến tai nạn hạt nhân. Tháng 4 đong đậu nấu chè, ăn Tết đan ngọ trở về tháng 5. Vâng, thưa quý vị, theo văn hóa truyền thống của một số nước châu Á như Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết đan ngọ. Trước khi kết thúc bản tin tối của Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng Phương Anh tìm hiểu về ngày lễ này quý vị nhé. Thưa quý vị, đoan ngọ có thể hiểu là ngày mở đầu của những chuỗi ngày nóng nhất trong năm. Đoan có nghĩa là bắt đầu, ngọ là chỉ giờ ngọ, tức là thời khắc nóng nhất trong ngày. Ở Việt Nam, Tết đoan ngọ còn được coi là Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Sở dĩ gọi như thế bởi đây là thời điểm của giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Người dân cùng nhau diệt côn trùng sâu bọ để bảo vệ mùa màng. Đối với người Việt, Tết Đoan Ngọ cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp đầm ấm. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, người dân sẽ ăn bánh cho, chè hạt sen, trái cây và rượu nếp để giết sâu bọ bệnh tật trong cơ thể. Thường lệ người ta sẽ ăn rượu nếp ngay sau khi họ ngủ dậy. Nhiều người còn tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ sâu bọ. Nhiều địa phương ở ven biển thì cứ đúng giờ ngọ, người dân đi tắm biển. Tại vì ngày này, theo quan niệm của dân gian, thì khí dương mạnh nhất trong năm, người ta cúng lễ để cầu an. Và rượu nếp cũng là món ăn được nhiều người ưa thích trong Tết Đoan Ngọ. Chè hạt sen nấu cùng bột sắn dây và chè đỗ đen có tác dụng giải nhiệt. Tiết trời đầu tháng 5 nắng nóng, dễ sinh ra các bệnh nhiệt trong người. Vì vậy mà chè hạt sen, chè đỗ đen cũng là món ăn được nhiều gia đình lựa chọn. Còn quý vị đã chuẩn bị món ăn tráng miệng nào trong ngày lễ này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận quý vị nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.